Ngày hôm nay đặc biệt là các bé thiếu nhi lên chào thân thương nhất ạ. Không biết là hôm nay là bà con chúng ta có vui không ạ? Vui không ạ? Nếu mà vui á, trời của chúng ta đang mưa rất là lớn quý vị. Nếu như mà chúng ta có bây giờ mưa nè, hoặc là chúng ta nhìn ca sĩ Tuyết Sơn vừa rồi đã trình bày hai ca khúc chuyện tình rất là hay rồi, thì bây giờ là không biết là bà con chúng ta có muốn nghe nhạc quậy hay là nghe nhạc chuyện tình? Quậy là chữ tình à? Quậy à? Quậy đúng không? Rồi, nếu mà quậy thì ngay sơ đây, ngay lúc này đây, thời tiết đang mưa luôn, con sẽ gửi cho cả nhà bài hát được mang tên Mưa. Vỗ tay lên ạ. Vâng ạ. Vỗ tay theo con được không ạ? Vỗ tay theo nhà được không ạ? Vượt xây cho anh nhớ.